Và quả nhiên mẫu xe này rất nhanh, cực kỳ nhanh, và nó có một cái khả năng vận hành thực sự rất thanh thoát. Mazda 6, Camry hay là Honda Accord sẽ không bao giờ làm được tất cả những cái điều mà VinFast Lux A2.0 hôm nay làm được. Và kể từ khi VinFast Lux A và Lux SA 2.0 ra mắt ở tại thị trường Việt Nam thì hai mẫu xe này đã tốn rất nhiều giấy mực của cánh báo chí trong nước cũng như là quốc tế để nói về việc lần đầu tiên chúng ta có những mẫu xe hơi của Việt Nam do chính tay người Việt Nam chúng ta sản xuất. Giống với bài đánh giá trước về mẫu xe VinFast Lux SA 2.0 thì chiếc xe VinFast Lux A2.0 này có rất nhiều những điểm tương đồng về nội và ngoại thất xe, tuy nhiên thì khả năng vận hành hoàn toàn khác biệt nhau. Và vừa nãy thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ở những cái trải nghiệm khi chúng tôi vận hành nó ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường. Và quả nhiên mẫu xe này rất nhanh, cực kỳ nhanh, và nó có một cái khả năng vận hành thực sự rất thanh thoát. Dựa trên nền tảng mẫu của chiếc xe BMW 5 Series thế hệ F10, bởi lẽ vậy nên là mẫu xe VinFast Lux A2.0 này có rất nhiều những điểm về công nghệ, phong cách thiết kế và một nền tảng khung gầm của chiếc xe BMW 5 Series thế F10. Và những tiêu chí mà tôi cho rằng nó thể hiện cái sự hiện đại hướng đến tương lai và hiệu suất cao có ở trên mẫu xe VinFast Lux A2.0 này. Các bạn có thể thấy là kích thước tổng thể chiều dài, chiều rộng, chiều cao của mẫu xe VinFast Lux A2.0 rất lớn. Nó có một cái phần trục cơ sở cực kỳ lớn. Thậm chí nếu như đặt cạnh những mẫu xe trong phân khúc hạng sang cỡ trung sedan ở tại thị trường Việt Nam như là Mercedes, Audi hay là những đối thủ khác thì mẫu xe VinFast Lux A2.0 có một cái kích thước không hề thua kém. Và đặc biệt mẫu xe này nó có một cái phần trục cơ sở rất lớn. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn ban nãy thì cái phần trục cơ sở này nó tạo ra được những cái độ êm ái và một cái độ thăng bằng tốt cho những người ngồi ở phần phía bên trong khoang cabin xe. Và các bạn có thể thấy là mẫu xe VinFast Lux A2.0 này nó có một cái kích thước thiết kế hạ thấp trọng tâm đến mức tối đa để hạn chế lực cản gió. Điều này thì giúp cho mẫu xe này có được những cái kha pha tăng tốc tốt, đồng thời là có cái khả năng cách âm chống ồn tốt hơn. Rồi những cái tiêu chí tôi cho rằng thể hiện được cái sự hiện đại hướng đến tương lai, chúng ta có thể thấy là một trong những cái phong cách thiết kế đến từ Ý, Prefarena, mà tôi cũng đã có cái dịp chia sẻ với các bạn ở bài đánh giá mẫu xe VinFast Lux SA2.0. Chiếc xe VinFast Lux A2.0 này nó cũng như vậy. Chúng ta có một cái phần giải đèn LED hình chữ V ở phần phía đằng trước và phần phía đằng sau, rất đẹp mắt và vô cùng ấn tượng. Ở phần phía bên dưới chúng ta có những cái phần khe hốc hút gió giả, rồi phần đèn công nghệ chiếu sáng sử dụng bằng công nghệ full LED. Tất cả những điều ấy thì tôi cho rằng là VinFast với mẫu xe VinFast Lux A2.0 thực sự đến thời điểm này tôi đã cho rằng nó là một cái sự thành công rồi. Và đối với tôi thì quả nhiên thực sự VinFast họ đã rất thành công khi tạo ra được những mẫu xe hơi thực sự rất đẹp mắt và vô cùng ấn tượng. Rồi ở phần phía đằng thân xe chúng ta sẽ có một bộ la răng kích thước lớn 19 inch cho phiên bản cao cấp nhất, còn 18 inch cho phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao. Ở đằng trước thì được sử dụng bản lốp nhỏ hơn ở phần phía đằng sau, cụ thể thông số đó là 245/40, và ở phần phía đằng sau đó là 275/35, đều sử dụng la răng 19 inch. Nhưng tại sao ở phần phía đằng sau lại được sử dụng bản lốp to hơn? Bởi vì chiếc xe này được sử dụng bằng hệ thống dẫn động cầu sau. Điều này thì giúp cho mẫu xe VinFast Lux A2.0 có thể tối ưu hóa, đồng thời là tăng cái hiệu năng công suất cao hơn, đồng thời là cho chiếc xe này khi mà trải nghiệm vận hành ở những giải vận tốc cao, ôm cua sẽ an toàn hơn và đầm chắc hơn rất nhiều. Rồi chúng ta sẽ vẫn có những cái phần chi tiết camera ở phần bên trên gương trong tổng thể chi tiết camera 360 độ của xe. Đối với tôi thì quả thực VinFast Lux A2.0 là một mẫu xe rất hay, phong cách thiết kế đẹp, đồng thời nó mang rất nhiều những cái tố chất, yếu tố mang sự kích thích, hiệu năng cao của những mẫu xe đến từ Đức. Với tôi thì nội thất của mẫu xe VinFast Lux A2.0 thì nó cũng có rất nhiều những cái điểm tương đồng với mẫu xe VinFast Lux SA2.0 mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn ở bài đánh giá trước.
Về những cái thiết bị, chẳng hạn như ở phần phía bên tay phải tôi có cái phần màn hình thông tin 10,25 inch thực sự. Tôi muốn góp ý với VinFast rằng là cái phần chi tiết này nên có những cái phần núm xay để tăng giảm điều hòa nhiệt độ. Bởi vì khi trong quá trình chúng ta di chuyển, chúng ta sẽ có những cái sự tương tác dễ dàng hơn so với việc là chúng ta tương tác với một cái màn hình cảm ứng như này. Thực ra thì nó cũng rất là đẹp và đồng thời nó có một cái khả năng phản ứng rất là nhanh nhạy đối với cái cụm màn hình 10,25 inch này. Tuy nhiên thì tôi chỉ muốn là thêm có những cái phần núm xoay nó sẽ ok hơn rất nhiều. Đồng thời là với một cái thiết kế ở bên trong khoang nội thất của mẫu xe VinFast Lux A2.0, tôi cho rằng VinFast đem đến đây là một cái sự cố gắng, thực sự rất rất cố gắng. Bởi vì chúng ta mới có những cái mẫu xe Lux SA và Lux A2.0, những mẫu xe SUV và sedan đầu tiên. Và đây là một trong những mẫu xe ra lò ở thời điểm mà VinFast họ hoàn thiện mẫu xe này chỉ trong vòng hơn một năm. Với tôi thì cũng có rất nhiều những chi tiết, tôi cho rằng với cái giá tiền khoảng tầm trên 1.3 tỷ thì thực sự nó cũng chưa cân đối, nó cũng chưa thực sự là có những cái điểm mạnh so với những mẫu xe ở trong phân khúc hạng D. Ví dụ chúng ta có thể nói đến những đối thủ cạnh tranh với mẫu xe Lux A này, đó là Camry, đó là Accord, đó là Mazda 6, những mẫu xe sedan trong phân khúc hạng D ở tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì VinFast Lux A2.0 cũng có rất nhiều những điểm hay ho và tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về cái khả năng vận hành của mẫu xe này. Với tôi thì cái cảm giác trải nghiệm ngồi ở hàng ghế hành khách của mẫu xe VinFast Lux A2.0, nếu như các bạn đẩy hàng ghế này lên bên trên một xíu nữa, các bạn sẽ có một không gian nó khá là ok. Tuy nhiên thì nếu như mà ngồi ở cái trạng thái đó là đủ 3 vị trí ở phần phía đằng sau, các bạn sẽ có một không gian thực sự nó cũng không được rộng rãi cho lắm. Đặc biệt là mẫu xe này nó dính một cái phần xương bò ở đây đúng không ạ? Và nhưng mà tuy nhiên thì nếu như mà ngồi một hai người ở trên xe những trạng thái không đủ vị trí thì các bạn sẽ có một cái không gian rất là rộng. Và cái phần ghế của mẫu xe VinFast Lux A2.0 này như tôi cảm nhận thì nó có một cái độ chìm xuống bên dưới. Cái phần mặt ghế này nó nâng cao lên, nó đỡ cái phần đùi này của tôi. Nó sẽ giúp cho tôi có cái khả năng, đồng thời là có một cái sự trải nghiệm khi mà di chuyển ở những cái chuyến đi xa, nó sẽ không bị mỏi phần đùi này. Ưu điểm thứ hai trên mẫu xe VinFast Lux A2.0 ở phần phía đằng sau tôi phải nhắc tới, đó là cái phần rèm che riêng tư ở đây. Đấy, chúng ta có phần thêm những cái phần chi tiết đó. Ở đằng sau thì đối với những cái tiện ích của mẫu xe VinFast Lux A2.0 thì các bạn có thể thấy là mẫu xe này có thêm phần cửa gió điều hòa ở đây. Đúng không ạ? Chúng ta di chuyển ở trong nội đô hay là những chuyến đi dài, những cái điều kiện thời tiết nóng thì những cái cửa gió điều hòa ở phần phía đằng sau nó sẽ giúp cho chúng ta có những không gian rất là mát mẻ. Đồng thời là ở phần phía đằng sau chúng ta có thêm những cái phần cổng sạc USB, sạc điện thoại ở đây, 12V ở đây. Và đồng thời là thêm cái cổng sạc 230V dành cho laptop, dành cho những cái thiết bị văn phòng. Những cái chi tiết này thì tôi cũng đã chia sẻ ở mẫu xe VinFast Lux A2.0 rồi, nó đều có. Và cái phần chi tiết bề mặt da trên mẫu xe VinFast Lux A, Lux A2.0 tôi đánh giá cao. Bởi vì những cái phần da này nó rất là mềm và đây đều là những cái vật liệu da rất là cao cấp, da nappa rất là cao cấp. Ok. Còn lại thì thực ra thì nó cũng giống như mẫu xe VinFast Lux SA2.0, nó cũng có rất nhiều những cái ưu và nhược điểm. Và tôi cũng đã chia sẻ với các bạn là nhược điểm đó là không gian nó cũng không rộng rãi cho lắm. Mặc dù mẫu xe này nó có cái tổng thể kích thước chiều rộng, chiều dài, chiều cao rất là lớn, trục cơ sở lớn. Tuy nhiên thì cái không gian của nó cũng không thực sự là rộng rãi như những mẫu xe trong phân khúc hạng D. Chúng ta phải nhắc tới đó là Camry, đó là Accord, những mẫu xe có cái không gian rất là rộng. Với 1.3 tỷ cho phiên bản cao cấp, còn 1.2 tỷ rồi 1.1 tỷ cho các phiên bản còn lại thì đối với tôi, VinFast Lux A2.0 nói về khả năng vận hành, phong cách thiết kế bên ngoài, ngoại thất xe rất ok. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái không gian rồi những chi tiết thiết kế rồi lắp đặt nó cũng chưa thực sự là hoàn hảo cho lắm. Tuy nhiên thì đối với một cái sản phẩm Việt Nam mới chỉ đâu đó sản xuất ra, đồng thời là hoàn thiện chỉ trong hơn một năm, thì đây là một trong những cái sự cố gắng rất nhiều của toàn bộ đội ngũ kỹ sư công nhân viên của VinFast. Và đối với tôi là một người Việt Nam thì tôi sẽ luôn luôn ủng hộ hàng Việt Nam. Vừa rồi là bài đánh giá của chúng tôi về mẫu xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp nhất về nội ngoại thất
về khả năng vận hành ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường. Thực sự nó có rất nhiều những điều bất ngờ mà tôi cũng đã chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao về khả năng vận hành của mẫu xe VinFast Lux A2.0, một trong những chiếc xe sedan đầu tiên của Việt Nam sản xuất? Thì hãy cho chúng tôi biết ý kiến bằng comment ở ngay phần phía bên dưới màn hình của các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo đánh giá mẫu xe VinFast Fadil. Và đừng quên like và share video clip này của chúng tôi. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhớ đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông ở góc phía bên phải màn hình của các bạn để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.